Xin kính chào bà con. Hôm nay A Đấu xin giới thiệu với bà con một dòng sản phẩm dẫn dụ mới, đó chính là thuốc dẫn dụ ong, các loại ong luôn, các loại ong chân cạn, các loại ong. Ở Việt Nam mình hiện tại có mấy chục loại ong, thì những cái loại ong nào phổ biến mà nó giúp ích cho bà con, thứ nhất là về lấy mật này, thứ hai là về thụ phấn cho các loại hoa quả, các loại cây này. Đấy thì chúng ta nên sử dụng cái loại dòng dụ ong này để cho nó tăng tính hiệu quả cao nhất cho bà con. Cái nhiệm vụ của cái thuốc dụ ong này là chúng ta xịt vào những thùng cắt tông hộp kín, hoặc những thùng vải hộp kín, hoặc là những cái chúng ta tạo lên một cái ổ, hoặc tạo lên một cái ổ xốp cho nó. Chúng ta xịt vào cái khu cái tổ đó thì chúng ta sẽ tạo lên được một cái mùi thơm rất là đặc trưng để nó dẫn dụ cho ong về. Đấy, cái dạng này dạng thuốc lỏng nha. Dạng này dạng lỏng. Cái mùi thơm của nó, cái mùi thơm của cái mồi này á, nó như là một cái chất chất đây này, nước của nó này, nó như là một cái chất mật đấy, kết dính rất là thơm, đưa lên mũi người thơm lắm, thơm cũng như mùi mật luôn đấy. Chính vì thế mà nó có tác dụng để dẫn dụ cho các loại ong nó về. Đấy, màu của nó rất thơm, đưa cái mũi người thơm lắm, đúng như cái mùi phấn hoa ấy, thơm lắm. Đấy, chúng ta mỗi lần xịt, chúng ta xịt cho làm sao cho nó loang đều trong cái tổ, loang đều trong tổ để cho cái ong nó sẽ về nó nhanh hơn. Đấy, bà con có nhu cầu mà mua cái sản phẩm này thì liên hệ với A Đấu qua số điện thoại trên màn hình bà con nhé, 0938336470. Xin cảm ơn bà con.